Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối ngày 7 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thường trực Chính phủ họp về công tác phòng chống COVID-19. Dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương. Điều hưu phố Hàn ở Sài Gòn. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ Y tế trong đợt bùng phát lần này. Đỉnh dịch được xác định là ngày 15 tháng 8. Bộ cũng dự báo số ca mắc với 3 cấp độ, thấp, trung bình và cao. Với số người mắc theo dự báo lần lượt là 1.500 ca, 2.500 ca và 3.500 ca. Báo cáo tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết nguy cơ lây nhiễm trở nên phức tạp khi có những người bị nhiễm nhưng không được phát hiện kịp thời, mà còn tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí đi dự đám cưới, đám tang. Dự báo những ngày tới, tại Đà Nẵng sẽ có thêm những trường hợp mắc COVID-19. Sau ngày 15 tháng 8 thì số trường hợp mắc có thể giảm. Dựa trên nghiên cứu thực tế và áp dụng nhiều mô hình tính toán khác nhau, Bộ Y tế đưa ra 3 kịch bản về số lượng ca nhiễm COVID-19 trên cả nước như sau. Kịch bản thứ nhất, ở mức thấp, dự kiến đến ngày 15 tháng 8 sẽ có khoảng 1.500 ca mắc COVID-19. Kịch bản thứ hai, ở mức trung bình, dự kiến đến ngày 15 tháng 8 có 2.500 ca mắc. Kịch bản thứ ba, ở mức cao, dự kiến đến 15 tháng 8 có 3.500 ca mắc. Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng thực hiện cách ly mạnh mẽ hơn nữa, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, tạm dừng mọi hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp. Cùng với đó, phải đẩy nhanh truy vết F1 để xét nghiệm sớm, khẩn trương thành lập các đội phản ứng nhanh, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tăng cường truy vết và giám sát. Chiều nay, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận 3.000 máy thở từ tập đoàn Vingroup. Trước bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu các trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch, yêu cầu các bộ ngành, địa phương, nhân dân tiếp tục bình tĩnh, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Địa phương nào, bộ ngành nào, cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng và nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, nhất là ở những địa phương dịch diễn biến phức tạp, tập trung công tác tuyên truyền để phổ cập thông tin nhiều hơn nữa đến với người dân, để người dân cảnh giác và có ý thức cao hơn trong phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai những biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng nay ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại buổi lễ. Sau hơn nửa thế kỷ, ASEAN đã vươn lên thành một cộng đồng vững mạnh với 10 quốc gia Đông Nam Á, hơn 650 triệu người dân và đang phát triển toàn diện bền vững. Các thành viên ngày càng gắn kết, có quan hệ rộng mở với các đối tác, đặc biệt là các nước lớn trên thế giới, mang lại những lợi ích quan trọng và thiết thực cho từng quốc gia thành viên. Mặc dù hiện nay, các nước ASEAN đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 cũng như những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhưng với ASEAN vẫn luôn nêu cao tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của người dân và phục hồi kinh tế. Những kết quả này đã được thể hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Năm 2020, với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN đang tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy tính bền vững trên cả ba trụ cột cộng đồng, nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trong thời đại mới, hướng tới một cộng đồng dung nạp vận hành theo luật lệ, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm. Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam là một trong 5 nền kinh tế dự kiến tăng trưởng dương cùng Trung Quốc, Brunei, Lào, Myanmar. Báo cáo dự báo toàn bộ 14 quốc gia trong khu vực ASEAN Cộng 3 sẽ có sự phục hồi kinh tế theo hình chữ U, dẫn đầu là Trung Quốc. Cụ thể, tăng trưởng GDP trong toàn bộ khu vực dự báo giảm mạnh từ mức 4,8% trong năm ngoái xuống còn 0% trong năm nay, trước khi phục hồi mạnh mẽ 6% vào năm sau. Và 9 trong 14 nền kinh tế của khu vực ASEAN Cộng 3 được dự kiến tăng trưởng âm trong năm nay, trong khi 5 nền kinh tế sẽ tăng trưởng dương là Trung Quốc, Brunei, Lào, Myanmar và Việt Nam. Qua lời kêu gọi hỗ trợ của chính quyền thành phố Đà Nẵng, nhiều tỉnh, thành phố đã cử các đoàn y bác sĩ đến giúp thành phố Đà Nẵng chống dịch bệnh. 33 y bác sĩ của đoàn y tế thành phố Hải Phòng có mặt tại thành phố Đà Nẵng chỉ sau một ngày nhận được đề nghị hỗ trợ. Đoàn y tế tỉnh Bình Định cũng có mặt tại Đà Nẵng trong ngày sau đó. Dù biết công việc trực tiếp tại các nơi có nguy cơ cao, nhưng các y bác sĩ trong đội hỗ trợ vẫn luôn sẵn sàng sẻ chia sự vất vả với đồng nghiệp của mình, nơi tâm điểm của dịch.
thì bản thân mình thứ nhất là mình sẽ có một cái sự đồng cảm, một cái sự sẻ chia. Cái sự đồng cảm đó nó sẽ vượt hơn cả cái nỗi sợ của cái tâm dịch Đà Nẵng, và nó thôi thúc mình muốn mình phải có một cái gì đó cống hiến, một cái gì đó để có thể san sẻ bớt cái nỗi mệt nhọc của đồng nghiệp mình. Trước khi vào làm việc trong các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, đội ngũ y bác sĩ từ các địa phương tham gia hỗ trợ đã được hướng dẫn chi tiết những điều cần phải làm để bảo vệ cho chính bản thân cũng như cho đồng nghiệp và chính người bệnh khỏi sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngay cả việc cắt ngắn tóc như thế này trước khi vào tâm dịch. Xuống tóc thì đã đấy là cái thể hiện tinh thần của đoàn nhân viên y tế Hải Phòng rất cao. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, bàn bạc với nhau rất kỹ, và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị những cái phương án phòng chống dịch và sẵn sàng vào vùng tâm dịch để chống dịch một cách hiệu quả nhất. Anh em xác định rằng khi dịch ở Đà Nẵng ổn định thì sẽ mới về. Anh em rất quyết tâm và cũng xác định đây là cái vinh dự. Đối với thành phố Đà Nẵng, lực lượng y tế đang phải chịu rất nhiều áp lực khi vừa phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, vừa phải tham gia điều trị phòng chống dịch COVID-19. Sự hỗ trợ của lực lượng y tế từ các địa phương khác trong thời điểm này thực sự mang nhiều ý nghĩa. Từng là một trong những khu phố kinh doanh sôi động bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, khu phố Hàn Quốc ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, giờ trong cảnh điều hưu ảm đạm. Dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm đến nay khiến nguồn khách Hàn Quốc chiếm tới hơn 70% lượng khách thường xuyên của phố Hàn sụt giảm mạnh. Hoạt động của con phố theo đó cũng dần lụi tàn. Phố xá vắng vẻ, hàng quán tiêu điều, cái cửa đóng then cài, cái đã tháo bảng hiệu, treo biển trả mặt bằng sang quán. Nếu không có những dòng chữ Hàn Quốc còn trên nhiều cửa tiệm, đường phố, họ ai biết được đây là khu phố Hàn Quốc, khu vực kinh doanh các dịch vụ mua sắm, ăn uống, giải trí sôi động bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Em thấy mấy cái nhà hàng, các cái cửa hàng kinh doanh làm đẹp, ăn uống này nọ, người ta cũng đóng cửa nhiều lắm. Nằm ở phường Tân Phong, quận 7, phố Hàn nổi tiếng bởi mang đậm phong cách Hàn Quốc và dồi dào các sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc. Đồng thời do lượng khách nơi đây chủ yếu hơn 70% là người Hàn. Cũng vì phụ thuộc khách Hàn Quốc nên khi dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động kinh doanh của phố Hàn lập tức chao đảo và đến nay chỉ còn thoi thóp khi dòng khách Hàn Quốc chưa thể sang Việt Nam. Cái phố này là phố người Hàn mà, cho nên là việc người Hàn Quốc mà sang đây đông á, thì là việc kinh doanh nó sẽ tốt hơn, là chị thấy bây giờ nó rất là vắng vẻ. Khu phố Hàn Quốc hiện còn lác đác vài hàng quán hoạt động cầm chừng. Ngoài số khách từ cộng đồng Hàn Quốc đang sinh sống tại khu phố Mỹ Hưng, các nhà hàng trông chờ vào khách Việt và người nước ngoài làm việc tại thành phố. Vừa cố gắng cầm cự, vừa đảm bảo phòng dịch, giới kinh doanh tại phố Hàn đều hy vọng đại dịch sớm kết thúc, hoạt động của khu phố sẽ sớm hồi sinh. Cái lượng khách nó giảm xuống hầu như là tới 70-80% lận. Nhưng mà tại vì là mình mưu sinh mà, vì phải trả tiền nhà, phải trả tiền nhân viên đủ thứ nên vẫn phải mở cửa thôi. Hoạt động du lịch quốc tế vẫn đóng băng, việc nhập cảnh rất hạn chế. Thế nên phố Hàn Quốc sẽ không thể sớm hút khách trở lại. Chặng đường để tìm lại vẻ hào nhoáng, náo nhiệt như xưa nơi phố Hàn Quốc của Sài Gòn sẽ còn rất gian nan. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Mỹ-Trung trao đổi quan điểm về duy trì đối thoại quốc phòng. Kẻ bắt cóc con tin tại thành phố La Hay, Pháp đầu hàng. Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt ngưỡng 2 triệu. Mỹ và Trung Quốc cần duy trì đối thoại và tham vấn để kiểm soát các cuộc khủng hoảng, tránh hiểu lầm và giảm thiểu các nguy cơ. Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra ngày hôm qua, đồng thời bày tỏ quan ngại về các hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Esper đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp và thực hiện các cam kết quốc tế. Bộ trưởng Esper tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc điện đàm, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các mối quan hệ song phương và hoạt động trao đổi quân sự trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa kêu gọi Washington tăng cường kiểm soát các nguy cơ trên biển và tránh các động thái làm gia tăng căng thẳng. Đây được cho là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc kể từ tháng 3 vừa qua. Cuộc điện đàm được thực hiện trong bối cảnh quan hệ song phương đang xấu đi nhanh chóng do bất đồng trong nhiều vấn đề.
Trong khi đó, hôm qua, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các quan chức Liban vượt qua những bế tắc hiện nay và đẩy mạnh thực thi cải cách. Ngoài thiệt hại về người, ước tính vụ nổ đã khiến khoảng 300.000 người mất nhà cửa và gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ cho Liban, quốc gia vốn đang chìm trong các vấn đề kinh tế và tài chính. IMF cam kết khai thác mọi cách có thể để ủng hộ người dân Liban, nhưng nước này cũng cần đoàn kết để vượt qua thảm họa hiện nay và khủng hoảng tài chính. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU thông báo sẽ ủng hộ 33 triệu euro, tức 39 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ khẩn cấp ban đầu cho Liban và huy động các nguồn lực vật chất giúp đỡ hoạt động cứu trợ ở Beirut. EU cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa liên minh này và Liban, quốc gia có tầm quan trọng chiến lược, nơi có tỷ lệ người tị nạn trên dân số cao nhất thế giới. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị giới chức Liban tiến hành cải cách, thay đổi hệ thống, ngăn chặn sự chia rẽ đất nước, chống tham nhũng. Theo ông Macron, một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức trong vài ngày tới để phối hợp viện trợ. Việc quản lý rõ ràng và minh bạch sẽ được thực hiện để đảm bảo sử dụng hợp lý khoản viện trợ này. Tối qua, một vụ bắt cóc con tin đã xảy ra tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố Cảng Le Havre, miền Bắc nước Pháp. Sau hơn 6 giờ, cố thủ kẻ bắt cóc con tin đã ra đầu hàng. Kẻ bắt cóc con tin là một nam giới trang bị súng ngắn, đã bắt 6 người làm con tin và cố thủ trong chi nhánh ngân hàng Bred. Theo truyền thông Pháp, kẻ bắt cóc con tin 34 tuổi đã đưa ra hai yêu sách: trả tự do cho trẻ em tại Palestine bị giam cầm bất hợp pháp tại Israel, và người dân Palestine dưới 40 tuổi được phép vào quảng trường nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Đối tượng này cũng yêu cầu các nhà đàm phán mở đường cho việc liên lạc với các kênh truyền thông và mạng xã hội. Một nguồn tin khác cho biết, kẻ bắt cóc con tin bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng ở thể lưỡng cực. Đến tối cùng ngày, đối tượng đã thả 3 trong số 6 con tin trước khi thả lần lượt từng con tin và ra đầu hàng vào khoảng 23 giờ giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Hà Nội. Sáng nay, cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 tới, nước này sẽ dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi từng bùng phát đại dịch COVID-19. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Jang-lip cho biết Seoul sẽ xóa bỏ các hạn chế nhập cảnh và các thủ tục liên quan đến thị thực đối với những người đến từ Hồ Bắc vì không có trường hợp mắc COVID-19 nào được ghi nhận trong tỉnh này thời gian gần đây. Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến tỉnh Hồ Bắc và những người có thị thực do chính quyền Hồ Bắc cấp từ ngày 4 tháng 2. Động thái trên được thực thi sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với người Hàn Quốc. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Trung Quốc bắt đầu nhận đơn xin thị thực của sinh viên và người lao động Hàn Quốc trong lần nới lỏng đầu tiên các hạn chế được thực hiện từ tháng 3 để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Sáng nay, Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 2 triệu sau 9 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 50.000 ca mắc mới. Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu chính phủ Ấn Độ không đưa ra biện pháp phòng dịch hiệu quả, nước này có thể sẽ vượt Mỹ khi trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Theo số liệu thống kê, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã đạt mốc 1 triệu ca sau 5 tháng rưỡi kể từ ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên. Song, chỉ sau đó 3 tuần, tổng số ca bệnh tại nước này đã tăng gấp đôi và không có dấu hiệu giảm. Đáng chú ý, dịch bệnh đã lan tới vùng nông thôn, nơi cơ sở hạ tầng y tế yếu kém. Ngoài ra, Ấn Độ hiện đã bước vào giai đoạn 3 mở cửa trở lại nền kinh tế, tức là đã nối lại phần lớn các hoạt động trong xã hội, khiến cho khả năng lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng. Các chuyên gia y tế cộng đồng hối thúc chính phủ Ấn Độ cần nâng cao phòng ngừa, chi mạnh tay cho hoạt động truy dấu và xét nghiệm, cũng như áp đặt lệnh phong tỏa tại những khu vực điểm nóng dịch bệnh. Kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhanh hơn nếu tất cả mọi người được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 vì lợi ích của cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã đưa ra nhận định này trong bối cảnh nhiều nước phát triển đang chạy đua mua hàng triệu liều vaccine dự trữ để đảm bảo nguồn cung nội địa, làm dấy lên quan ngại về việc tiếp cận vaccine của các nước nghèo trong thời dịch. Phát biểu tại cuộc thảo luận trực tuyến với các thành viên diễn đàn an ninh Aspen tại Mỹ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng thế giới muốn phục hồi nhanh thì các nước phải cùng nhau phục hồi. Đó là lý do khi vaccine đến với tất cả mọi người, kinh tế thế giới sẽ sớm được vực dậy. Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hóa, các nền kinh tế tương hỗ lẫn nhau. Chỉ một phần thế giới hoặc một vài quốc gia không thể trở nên an toàn và phục hồi đơn lẻ, mà tất cả cần phục hồi cùng lúc. Do đó, vaccine được chia sẻ rộng rãi sẽ giúp nền kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn và giảm thiểu thiệt hại từ COVID-19.
Hiện thế giới có hơn 100 loại vaccine đang được phát triển để ngừa COVID-19. Phần lớn đều ở giai đoạn tiền lâm sàng, tức là đang được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Tuy nhiên, đã có một số loại vaccine bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người với kết quả tiến triển tích cực. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trong nước quốc tế tối nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!